Xin chào quý anh chị gần xa nha. Thì hôm nay em chuẩn bị giao một máy cụ lách về cho các anh trai ở ngoài miền Bắc nha anh em. Thì máy này của bên em là chở được 2 khối nha, xài xích là giống như kiểu của DC70, máy gặt lúa nên là cũng có đầy đủ luôn cho anh em nha. Thì máy chở đất này hiện tại là em ráp một cái động cơ DC70 cũ nha, thì rất là mạnh mẽ, động cơ 70 mã lực á, là xài chung của máy gặt DC70 thông dụng trên thị trường hiện nay luôn. Rồi thì đây là lúc đang chuẩn bị lên máy nha. Máy mới vừa xuất xưởng khỏi kho xong luôn, mới xử xong luôn nha anh em. Sau khi nhận được hợp đồng là em sẽ tiến hành đóng mới cho anh em luôn, toàn bộ luôn ha. Tất cả là sắt mới luôn nha. Rồi, xin chào anh em nha. Đây là cái địa chỉ công ty của bên em đây ha. Đó, 167 quốc lộ 53, Long Hồ, Vĩnh Long ha. Thì phía bên đây là phía bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long. Đây là con đường quốc lộ 53 đây ha. Đây. Cho anh em dễ nhận diện nha.